người dân Bethlehem đã thắp sáng cây thông Noel khổng lồ bên ngoài nhà thờ Chúa Giáng sinh với hy vọng biến thể Omicron mới không phá hỏng mùa lễ hội tại nơi được cho là Chúa Giê-xu ra đời. Cây thông khổng lồ gắn ngôi sao đỏ rực trên đỉnh, xung quanh trang trí hàng trăm bóng đèn đỏ xanh trắng, chiếu sáng lung linh trong màn đêm như những chùm pháo hoa. Thị trưởng thành phố Anton Simon cho biết, lệnh cấm đi lại đã khiến nhiều đoàn khách nước ngoài không thể tham dự. Ít nhất 120 thành phố trên thế giới đang theo dõi Bethlehem thông qua mạng xã hội, theo dõi lễ thắp sáng cây thông của chúng tôi. Nhiều người trong số họ không thể đến Bethlehem trong năm nay để tham gia. Tuy nhiên, số người tập trung tại quảng trường Manger phía trước nhà thờ để chứng kiến lễ thắp sáng cây thông năm nay đông hơn nhiều so với năm ngoái. Tôi rất vui vì chúng tôi được đến thăm Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu ra đời. Tôi hy vọng năm nay sẽ có hòa bình và an ninh tốt hơn tại thành phố linh thiêng này. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Đây là lần thứ hai tôi đến Bethlehem, nhưng là lần đầu tiên tham dự lễ thắp sáng cây thông Noel. Thật là vui, buổi tối ở đây rất đẹp, không khí tràn đầy hy vọng và niềm vui. Mọi thứ thật là tuyệt vời. Giáng sinh năm ngoái, thành phố ở bờ Tây Palestine này đã phải đóng cửa hoàn toàn, du lịch cũng bị đóng băng do đại dịch COVID-19. Do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng, người dân địa phương cũng không được phép lui tới nhà thờ. Năm nay, do sự lây lan của biến thể Omicron, Israel đã ban lệnh cấm du khách nước ngoài trong 14 ngày và hy vọng rằng lệnh cấm sẽ kết thúc như dự kiến, kịp thời gian cho các chuyến du lịch Giáng sinh. Trong mùa đông trước đại dịch, vào năm 2019, Bethlehem đã đón 3,5 triệu du khách.